Hai xin chào quý vị, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Hữu Thọ Channel nha quý vị. Thì trong cái bản tin đó là ngày hôm nay đó quý vị, em cũng muốn lên đó để em chia sẻ cho quý vị thì những cái thông tin mà cũng liên quan tới cái vấn đề là của thầy Jim Đi Quỳnh. Theo quý vị của bạn cũng biết thì mấy ngày nay nè, có rất là lùm xùm những cái vấn đề mà liên quan tới là thầy Jim Đi Quỳnh là bị truy nã hoặc là đi đầu thú gì đó quý vị. Thì mới đây em cũng vừa nhận được một cái thông tin là anh thám tử cung mình đó quý vị cũng chia sẻ những cái thông tin là nói thầy Jim Đi Quỳnh đã chuẩn bị bỏ trốn đi du lịch nữa rồi. Thì quý vị thấy không quý vị, hết bịa chuyện cho người ta thì bị chi nã, bị đi đầu thú gì rồi tùm lum hết trơn, rồi bây giờ là nói người ta chuẩn bị đi bỏ trốn nữa. Thì vì thấy không, có rất là nhiều cái thông tin hiện nay toàn là đưa lên tào lao không à, vu khống cho người này hết, vu khống cho người kia. Quý vị thấy không, từ lúc á là cái vấn đề á là của bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam á, làm những người này á là những cái bọn YouTuber đó vậy, không có lên công kích vào vấn đề là của bà Hằng nữa, thì chuyển sang á là mục tiêu là công kích những người nào á mà thân cận với bà Hằng, như là Jim Đi Quỳnh nè đó, hoặc là tiến sĩ Đặng Anh Quân nè, hoặc là anh Nông Văn gì nè, là những người này luôn bị là một số bọn luôn công kích vào. Thì quý vị cũng biết là những cái bọn này á muốn công kích vào những người này là chỉ biết bu bám theo, tại vì quý vị biết là bà Hằng á bị bắt rồi thì đâu có bu bám vào bà Hằng được, thì bây giờ bu bám vào thầy Jim Đi Quỳnh đó cũng đang, tại vì quý vị biết thầy Jim Đi Quỳnh cũng đang nổi tiếng trên mạng xã hội mà, tại vì thầy Jim Đi Quỳnh á thì cũng đã công kích nói về những cái bọn YouTuber như là anh Thám Tử Cung hoặc là cô Hằng Nico hoặc là bông hồng thép, bông hồng thúi gì đó quý vị, nói rất là nhiều người đó, tại vì anh ta phản biện rất là hay, nên bây giờ á thì đã bị rất là nhiều người như bọn này rét, như trong đó có là cô Hằng Nico nè, cô luật sư Thanh Trần nè, từ Sanh Từ Trần mình nè, với cái cô Quỳnh Heo mình đó quý vị. Thế vì biết đó là đưa những cái thông tin đó thì chưa có kiểm chứng, tại vì quý vị biết những người đưa thông tin này đưa theo báo chí thôi, thì đã đưa xong rồi thấy những bài báo đó ẩn đi hoặc là gỡ xuống thì những người này bắt đầu lo sợ, có những cái chiêu trò thì bẩn bựa. Như vậy thấy không, là cái cô Quỳnh Heo mình đó lúc đầu tiên á, thấy những cái trang báo đăng lên á cũng hùng hùng hổ hổ lắm, thì cũng đăng lên những cái thông tin theo người ta, nhưng thấy những cái trang báo đó gỡ xuống thì bắt đầu cô ta có những cái lý do, những cái biện luận là nói á, thì bây giờ cô ta bị, tại vì lúc đầu tiên cô la làm những cái đoạn video trước hoặc là những cái clip trước á là có lính có liên quan tới bị người ta chơi ngải bỏ bùa gì đó quý vị. Như vậy thấy rất là nực cười đúng không quý vị, lên á là vu khống cho người ta rất là nhiều rồi, hoặc là xuyên tạc cho người ta cũng rất là nhiều rồi, rồi bắt đầu á thì thấy thông tin của mình á đã đưa là chưa có kiểm chứng và bị sai lệch sự thật, thì bắt đầu lên nói là những cái video đợt trước tôi làm á thì bị người ta bỏ bùa chơi ngải nên tôi nói những cái lời nói á, nó không có chuẩn, chưa có kiểm chứng. Quý vị thấy rõ ràng không, là muốn chạy tội mới lên nói những cái lời đó, là biết mình đã sai rồi thì không biết làm sao bây giờ, thì bắt đầu là muốn lên chạy tội thì bắt đầu nói qua những cái lời như vậy để cho người ta hiểu là cô này bị bỏ bùa, bị người ta chơi khăm như gì đó, rồi không có kiểm soát được cái lời nói. Quý vị thấy rất là nực cười đúng không quý vị, thì tại sao mà không kiểm soát được lời nói mà có thể là lên nói mà cái giờ đổ thừa là bị chơi ngải. Quý vị biết đó, tại vì cô ta đó đã từng bị cơ quan chức năng phá mở hết một lần rồi, mời làm việc hết một lần rồi, bị cảnh cáo hết một lần rồi, nên bây giờ cô ta đâu có mạnh miệng mà nói được, nói sai bị cơ quan túm cổ đặng vô trong chổng ở luôn số vị đó. Thì bây giờ cô ta đã biết cô ta nói sai rồi, cô ta không biết làm cách nào, bây giờ cô ta mới vu oan giá họa là cô ta nói là cô ta bị dính ngải, bị dính bùa để không có kiểm soát được lời nói như vậy để những anh công an người ta không có để ý tới, không có nhòm tới cô ta. Nhưng thật chắc quý vị biết đã lên vu khống xuyên tạc cho người khác rồi, cho dù đã lên làm clip rồi, đã đưa cái miệng mình nói rồi, đừng có nói bùa ngải với công an, đúng không quý vị? Quý vị nghĩ là thời buổi này thời buổi gì vậy, 4.0 tới nơi rồi đó, mà còn nói tới vụ mà bùa ngải pháp và bùa phép gì nữa, ai mà tin đúng không quý vị? Đó, bây giờ người ta tin vào luật pháp, đừng có nói tiếng bùa ngải, cô làm sai thì cô phải chịu trách nhiệm, đó là sự thật đó. Còn quý vị biết đó thì cái cô luật sư Thanh Từ Trần mình cũng lên phân trần nói là rất là nhiều thứ, cũng như là cũng muốn chạy tội thôi quý vị. Nói chung những cái người này thì là biết rồi, biết được những thông tin mình đăng tải lên á là sai, chỉ là muốn chạy tội. Nhưng trong khi đó thì biết là có cái cô Hằng Nico mình mới về, cái cô đó thì chưa ổng lại cũng rất là nóng tính nữa vậy. Nhưng thì mới đây em cũng nhận được thêm một cái nguồn thông tin nữa là cô ta nói cô ta muốn dừng cái drama này, cô ta muốn dừng những cái vấn đề này lại, cô ta không muốn tham gia nữa đó, lên xỉ xóa người ta cho đã rồi, bây giờ bắt đầu đòi dừng lại quý vị.
quý vị biết đó, là từ đầu cái drama là cô này cũng muốn bám theo bà Hằng thôi để câu view câu like, nhưng thực chất thì bà Hằng á thì bà đã bị tạm giam rồi đó, cô ta đâu có bám vào được nữa, đâu có nói được nữa, quý vị thấy không? À, lúc bà Hằng làm cái những công chuyện mở quỹ hằng hữu này, hoặc là giúp đỡ người nghèo, hoặc là giúp đỡ bà con trong lúc bệnh dịch nè, là cô ta luôn luôn lúc nào cũng tấn công vào cái quỹ hằng hữu, là cái tâm huyết nhất của bà Hằng, hoặc là nhà máy oxy của ông Quỳnh Bị Dũng đó, là cố tình tấn công vào những cái vấn đề chính để làm đánh vào tư tưởng của bà Hằng. Nhưng mà người ta là một doanh nhân đó, thì rõ ràng đó, là cái cô này ở phía sau chuyên là chống phá, chuyên là đứng giật dây, đúng không quý vị? Thì bây giờ cô ta lên, cô ta tuyên bố là cô ta muốn dừng cái vấn đề lợi, cô ta không muốn tham gia nữa. Quý vị nghĩ rất là nực cười, đúng không quý vị? Lên nói về thầy Diêm Lê Quỳnh rất là nhiều, vu khống cho thầy, cũng có đăng tải những cái dòng thông tin mà có liên quan tới thầy Diêm Lê Quỳnh rất là nhiều quý vị, là thầy bị thưa kiện như thế này như thế nọ, hoặc là thầy bị bị chi nã gì đó quý vị, rất là nhiều. Và bây giờ đòi lên dừng lại. Quý vị thấy rất là rõ ràng không? Những cái bọn này bây giờ thấy thầy đi, thì bị cũng để ý là thầy Diêm Lê Quỳnh thì hình như ngày nào á cũng có lên clip, hoặc là cũng phát trực tiếp cho quý vị và các bạn thấy. Nên những người này á có thể dự đoán được những cái thông tin mà mình đã đưa ra là đã sai rồi. Nên á, những cái bọn này bây giờ rất là sợ, thì đã làm những cái chiêu trò nào đó để mà khắc phục được cái hậu quả. Tại vì quý vị biết những người này đã từng bị cơ quan chức năng nè, người ta mời lên làm việc hết trơn rồi, chứ không phải là chưa. Nếu mà lên thêm một lần nữa, quý vị sẽ biết là dính tới cái pháp luật rồi, sẽ bị trừng trị. Nên bây giờ tìm mọi cái thủ đoạn để mà chối bỏ những cái việc mình đã làm. Như là Quỳnh Heo thì nói bị chơi ngải, luật sư Thanh Trần thì nói những cái thông tin theo người ta, nói là tôi thấy giống tôi nói. Còn bây giờ cái cô này đòi, cái cô Hằng Ni Cô thì đòi dừng lại, không muốn tham gia nữa. Thì cũng sợ, nói chung là sợ rồi thì mới dừng lại, muốn dừng lại chứ không thì vẫn bu bám theo rồi, đúng không vậy? Đó, như quý vị cũng biết là cô ta lên công kích vào cái quỹ hằng hữu rất là nhiều, cũng bị người dân người ta úp sọt cũng rất là nhiều lần rồi, một hai lần rồi. Rồi bây giờ tấn công vào thầy Diêm Lê Quỳnh nhưng không có kết quả, và nhận lại được cái phản ánh là nhiều người rét, là cái thông tin này sai sự thật gì đó. Đó thì bắt đầu biết sợ, đó thì chối bỏ. Còn á, anh Thám Tư Cung á, thì lên nói thầy Diêm Lê Quỳnh nó đi chuẩn bị đi du lịch bỏ trốn. Quý vị thấy là cười không? Người ta đi chợ, ủa là không lẽ người ta bị chi nã rồi người ta đi du lịch được, mà nói người ta du lịch bỏ trốn thì người ta đi du lịch, người ta đi chơi đi gì cũng được quý vị. Đó là chuyện bình thường, chuyện của người ta. Nhưng anh ta cũng phân tích về cái vấn đề là thầy Diêm Lê Quỳnh đi du lịch chuẩn bị bỏ trốn rồi, lo sợ rồi. Ủa người ta đi, người ta cũng làm phát trực tiếp, hoặc là cho người ta biết, quý vị khán giả người ta biết là người ta đi đâu, làm cái gì trong thời điểm hiện tại đó. Người ta đâu có phải là như những một tố tin đồn mà nói cũng đúng là trốn hoặc là sợ. Thì quý vị thấy rất là rõ ràng, thầy Diêm Lê Quỳnh nó vẫn lên clip bình thường cho quý vị xem, nó không có vấn đề gì hết. Còn anh ta còn nói là thầy trong cái bản mà lệnh chi nã đó quý vị, là nói thầy Diêm Lê Quỳnh là Quỳnh Trung Hiếu, là nghề nghiệp làm cái gì, là nghề nghiệp là ở không. Quý vị thấy ngực cười quý vị, em cũng biết là anh ta lấy những cái thông tin đó từ đâu ra nữa đó. Trong khi đó thì người ta là có bằng cấp dạy học rồi, thì em không biết là ông cái Quỳnh Vĩ Hiếu nào nữa, Quỳnh Trung Hiếu nào nữa, hay là một anh Hiếu nào đó quý vị, có thể anh ta đưa lên như vậy không, hay là chỉ cần gán cái tên giống nhau là được rồi đó. Tại vì nó rất là rõ ràng, quý vị thấy đó, rất là nhiều bọn YouTuber bây giờ là luôn luôn á là lên lúc nào á là cũng muốn là công kích vào những anh em YouTube nè, hoặc là làm chia rẽ những cái tình anh em YouTube, hoặc là làm cho những anh em YouTube á là kích động lẫn nhau, quý vị thấy không? Là liên hổm gài thôi, mấy ngày nay thôi, là những cái vấn đề đó là phát sinh của những anh em YouTube thôi, là cự cãi hoặc là xích mích với nhau trên mạng xã hội đó rất là nhiều. Thì cũng từ đâu ra, bắt nguồn từ những cái bọn mà YouTuber này, hoặc là bắt nguồn từ những cái bọn lương mà ra. Toàn là lên đó là đi đâm chọt người này một chút, hoặc là lên chỗ bình luận của người kia đâm chọt một chút. Quý vị thấy rất là rõ ràng, em không có vu khống cho những cái bọn đó. Quý vị thấy không, trong những cái buổi livestream của những anh em YouTube thôi, là sẽ có một số thành phần 2-3 người, 3-4 người gì đó, là vô bình luận comment, là khiêu khích kêu lên chửi cái kênh này đi, kêu lên tính tấn công cái kênh kia đi. Thì rõ ràng là chắc chắn là những cái bọn này là từ những cái bọn lương mua chuộc, thì bắt đầu mới vô trong đó để chống phá, mới công kích người khác, để làm cho những người này bức xúc rồi mới gây lộn. Thì hổm gài mới có vụ việc là những anh em YouTube thì cự cãi với nhau. Nhưng thì hổm gài mấy ngày nay thì anh em đã hòa đồng với nhau rồi, thì không có vấn đề đó nữa, vấn đề đó không còn xảy ra nữa đó. Thì nói chung thì cái bản tin ngày hôm nay đó quý vị, em chỉ muốn lên là em chia sẻ cho quý vị và các bạn thì có bấy nhiêu thôi. Thì quý vị thì có xem kênh thì cũng nhớ là đăng ký kênh và ủng hộ kênh của em nha quý vị. Kênh của em là kênh Hữu Thọ Channel. Nói chung kênh cái nó mất đời sức rất là nhiều, nên bây giờ em làm clip cũng rất ít anh chị em xem.
Thì quý vị thì có xem kênh cũng nhớ là đăng ký kênh và nhớ cho em một like luôn nha quý vị, để cho kênh cái nó phát triển hơn quý vị ơi, để em còn động lực mà em làm những video hay hơn cho quý vị xem. Và thôi thì bây giờ em cũng xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo ạ. Em xin chào và bye bye quý vị. Bye bye.